trưa ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin báo chí về vụ giết người xảy ra tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi xảy ra một vụ giết người làm hai vợ chồng là ông T, sinh 1979, và bà B, sinh 1982, chết tại chỗ và hai con của vợ chồng ông T là Y, sinh 2018, và N, sinh 2020, bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh và Công an thành phố Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng gây án đang ẩn náu tại vườn nhà ông T là Lê Đình Thuyết, sinh 1967, quê xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nơi cư trú và ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lê Đình Thuyết là cháu ruột của cha ông T, quan hệ gia đình con chú bác ruột. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T và gia đình ông Thuyết từ trước nên Thuyết có ý định sẽ báo thù. Trong ngày 18 tháng 6, Thuyết đã từ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu về thành phố Quảng Ngãi, chuẩn bị sẵn một con dao. Đến 21 giờ cùng ngày, Thuyết đột nhập vào vườn nhà ông T và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau và gây ra vụ án mạng trên. Cũng trong trưa ngày 19 tháng 6, bác sĩ Lê Văn Thiều, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hai em nhỏ trong vụ án mạng ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, đã qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ Thiều, khoảng 7 giờ sáng ngày 19 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hai bệnh nhân là em Y, sinh năm 2018, và N, sinh năm 2020, trong tình trạng đa chấn thương do có nhiều vết dao đâm. Qua thăm khám, em N bị nặng hơn vì tổn thương ở vùng mặt, ngực, ổ bụng, nhiều cơ quan như phổi, gan, tụy, bị tổn thương. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động các y, bác sĩ thuộc nhiều khoa khác nhau tiến hành mổ cấp cứu cho hai em. Đến trưa ngày 19 tháng 6, sức khỏe hai em đã ổn định và tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu.